thứ bảy này. Giáng thứ phán duyên thầy pháp thứ nhất đến thầy thầy pháp thứ rồi tháng thứ đây tháng thứ sáu này tháng bảy này tháng bảy là thức này. Hai bàn tay chống xuống phía trước gối, hai bàn tay là hai phải hai cái đấm giống vậy đó, nhẫn cái đít lên đó, nhẫn hỏng luôn á, hỏng giò lên bừng hẳn cái đít lên luôn á, nhẫn hỏng giò lên giống như là đó vậy đó, còn không có đích lên vậy luôn á, một đó làm nó làm cho 10 cái nhỏ vậy. Nhỏ lên vậy đó, nhưng mà khi nhỏ vậy cái là hất người lên cái bực một cái nữa, để học đó hất hỏng hỏng cái mông nữa. Đó vậy mới đúng á, đó vậy mới đó vậy đó, giống như con cóc, tức là mình trồi mình bò đi nhảy đi dễ nên con cóc này giống nhỏ lên là một đó 10 cái đó đó mười cái đó 2 3 4 5 6 mà cái cổ hướng lên nha 7 8 9 10 xong rồi bắt đầu cái động tác kế là ra nó biến là chấm cũng chấm vậy hưởng lên đó ưỡn cái nhít hơi cái mông em dưới nhíu cái xương cùng nó ngửa vậy ưỡn nó căng ở đèo uống lưỡi cái đừng thẳng người mà thẳng người thở đều rủ hai tay gục cái đầu xuống cho ra mới biến luôn đó làm vậy 10 lần nữa nó 10 lần không cắn nó nói vậy tôi gậy nó không biết tức là ngậm miệng thôi làm sao mở miệng rồi lắc hồ cái mình cúi xuống tại nó không có nói ra là cái bí quyết này là cắn răng nghĩa là nó biến còn mình làm được ra nó biến khỏi cần cắn đó ngửa rồi thẳng cái răng ngậm lại thẳng là cái răng nó tự cắn lại cái đực vẫn ngậm miệng nhỉ cái lưỡi cái hai răng vẫn cắm vậy cúi vô rủ rồi xuống nó miếng cái răng nuốt đó làm cho 10 lần đó là nó kêu hà hơi thổi ra thì mình hạ miệng ra nè đó khi thở là hít hà khi mình ngửa ra nè hít một mũi thì cái lỗ mũi nó nghe chữ hít được cái miệng cái lỗ tai mình nghe được không nghe tiếng động ngoài mình hít vô thấy cái lỗ mũi cái khí nó vô lỗ mũi nghe cái chữ hít trong não rồi thả hạ miệng cong lưỡi hạ miệng trong ngậm miệng là cắn răng đó mình hít ngậm miệng là cắn răng đó bởi vì nó gọi cắn răng là cái đó là hai cái răng nó chạm nhau thôi làm vậy là khi gục xuống làm ngửa là hít hà rồi ngưng hít hà gục xuống hít hà đó khi gục xuống là cong lưỡi ngậm miệng cái răng nó miếng nuốt vô đó nắm chặt chắc cái đó nó loại một cái đó của tháng 8 đây tức là tháng 7 tháng 1 tới 15 tay mỗi ngày người làm vậy nếu mà tập cho nó quen để nhớ bài đó là xong thức thứ hai của tháng 7 là sao nhớ không thức thứ hai ta coi nè cái điểm thuộc cái bài tháng 10 tháng 7 này đó là chống xuống rồi mở dỗ rồi tháng thứ hai rồi bắt đầu tháng thứ hai cô đứng nhà hai tay đấy này nó bỏ bỏ luôn không cái đâu mà dỗ vuốt đầu tiên là ngồi dậy là mình đó ngồi dậy đó quay qua đây cái ngửa là rồi quay bên này ngửa mà đó quay bên một bên rồi quay bên này ngửa đầu rồi xong đó quay cuộn cổ vậy nè nè đó nè cái đầu cúi xuống ngửa bên phải rồi thở rũ xuống quay bên trái ngửa tức là quay đầu bên trái bên phải như hình đảo hình số 8 nè vẫn đi qua lại 10 cái rồi ngửa mặt lên nhắm mắt lại đó nè mười cái xong bây giờ mày ngửa ra nếu làm từ từ là có khí là ngửa ngừng xả nó biết là ngửa ngừng xả 10 lần trong cái xoa lưng
cách sống đó. Hít hạ 10 cái là lấy nè, đóng xong là cái chồng đóng hai cái tay vô cái thận nha nè, ngựa không là căng thở đều thở ngưng không đủ nó xả là 10 cái vậy đó, là cái những kỹ thuật. Cái này là chuẩn bị tập định khí công đằng trước cho quen, về sau khi thuộc rồi bắt đầu nó vô tuyển công nó xài á, không thuộc bài không có được. Giống như căn bản của khí công là người thức tay người thức chân, giờ hai thức tuần đoàn tháng thứ bảy biết rồi, phải không? Phải tập cái đó. Đừng nữa ông chỉ nói dùng tuần đoàn bảy là biết làm giúp tập á, tại cái đó là chính tới 24 đốt sóng á. Về sau khi vô tỉnh khí công nó sẽ xài cái đốt nào là phải tập trước để cho thuộc bài, không quên tới nó không thuộc là đó là hai thức nó phải thuộc cho lầu, là hai thức cộng thêm hai đó, tập cho kỹ cái đó coi thuộc chưa, thuộc thì sao ông thầy biểu là thức 7 1 2 cái múa liền mình quên là thua, rồi sau tới em xem để nói em ngồi xuống làm thì ngồi làm cho đúng, ví dụ làm một lần thôi thay 10 hơi thì làm hơi cho trúng, có trúng không thầy thì đúng còn thôi nữa quên rồi. Còn mẹ cũng biết, bởi vì nó ghi rất đơn giản như mình tập chết luôn đó. Rồi mẹ lên như cái thức nào mà nó chữa nó đẩy một nhọt là chỉ cho mẹ biết thôi. Mình học vừa học căn bản vừa thực hành đấy, áp dụng trong thực hành điều bệnh cho mẹ luôn. Mà ngồi á là chị ngồi á thì có cái gì đun ở dưới đất á, ở nhà đó, đó ngồi ổ đun dưới đất đó ngồi vậy đó. Mà có cái gì kê cái mông cao lên cho cái chân này, về nhà nó mẹ phải kê cái này, cái chân nó hình này nè, cái cục này hơi cao, tức là để cái gối cái đất kia này, ngồi trong khí công nó phải ngồi vậy, nó luôn luôn kê cái này cao như này đó. 10 phân lận nha, đúng khoảng 10 phân nha, để cái chân nó thông thông thả vậy, nó không bị đè ở đây, nó cao lên mới được, chứ không phải như kiết già không kiết già ngồi vậy nè. Nè, nó sẽ đảo liền, đảo tới nó lui được, thấy không? Vì nó có cái đỉnh mà cái đầu, cái hình hai cái đầu gối nó thấp hơn cái xương cùng á, hai cái đầu gối mới thấp hơn xương cùng nha, thì khí trên này mới đổ xuống, không cho chạy ngược, cái đầu gối chạy ngược cho lũ đít không được, lũ đít chạy xuống đầu gối, khí nó phải đi dậy mới đúng, tức là cái mông mình á, nó cao hơn cái gối, cái đầu gối mình á, thì khí nó mới chạy xuống, nó không có tê chân, ngồi sai cái lại tê, để chạy ngược. Dưới chân lưng xuống nó không xuống chân được, nó lại trên đầu lại nó chạy ngược vô đích, còn cái đầu nó xuôi như thế này, nó xuống này rồi nó xuống ha, cái chân không có mọc, không có tê, còn cái nào nó cao lên là chết. Nó nguyên tắc là cái cách ngồi á, ngồi tĩnh khi cộng như bài này nó có ngoảnh mặt chừng mắt là mình có chừng mắt này hay mình nhắm mắt này. Chừng mắt ở trong á, chừng mắt ở trong chứ không phải chừng mắt ngoài á, trợn lên trên đó, trừng mắt tức là trợn mắt rồi nó, thì nó mới nó nhìn nó phát hồi á, rồi khi ngừng á ngừng ngang thì nhìn trừng nhìn phía trước, rũ thì nhìn xuống, chứ cái trừng nó có ba cái trừng, trừng ngược à, rồi khi thẳng là con cọp nhìn thẳng mà nhìn nó trợn nhắm mắt á, rồi khi nó xuống hạ bộ ở dưới âm chạy lên thì nhìn xuống dưới, con mắt theo cái đường khí đi. Khi ngửa ra là khí trên đầu xuống lưng thì ngửa trợn, có mắt trợn cái sao cho nó chạy xuống dưới đít, thẳng là nhìn thẳng là nó lên, nước ở dưới nó dần lên con mắt, rồi ở dưới nó lên, âm nó lên thì con mắt nó nhìn xuống dưới là dưới bụng có cái khí nó chạy lên đó, phải ý cái con mắt nó đều dẫn khí. Nhiều người không biết, mình không tin ha, mình ngồi vậy mình ngước lên cái con mắt mình nhìn lên là thấy nó theo ở dưới, rồi nhìn thẳng làm như ở dưới bụng nó đầy lên, nhìn xuống dưới thấy ở dưới bụng có gì nó chui lên, nó phải thấy vậy thì mới trúng, đó là tỉnh khí công. Thành ra phối hợp tỉnh khí công là khi tập động công nó mệt quá thì đuối rồi, gan yếu rồi thì chơi tỉnh khí đó, thành ra nó luôn luôn chữa bệnh. À đó, ngồi vậy mới được, chị thấy cái chân nó thoải mái lắm, mà chị tập nghiêng rất là sướng, nó ngoan lại nó thoải mái lắm, còn kia nghiêng không được, thấp quá làm sao nghiêng,
đó vậy. Chị, bởi vì cái này nó phải có cái đô ở trên đó, chị nghiêng nhờ cái mông nó hở cái lỗ cái mông bên phải lên nó mới thông máu bên trái. Ngồi vậy chưa được đâu, tự dụi thôi nè. Chị thấy không, nó có cái hai chỗ đó. Khi ngồi cao, đúng không? Chỗ làm gì chị thấy? Nè, cứ ngồi vậy. Khi nghiêng cái mông này nó hở. Nè, nó hở cái mông này. Nghiêng bên này nó hở. Cái đỉnh cao cái nghiêng bên cái mông này nó hở lên. Máu bên này nó chảy xuống chân này. Nghiêng bên này cái máu này nó chảy. Nó hồi hồi nó tê cái chân. Máu ở trên xương nó chảy xuống cái này. Cái nghiêng bên này nè. Chị thấy hồi nửa cái mông này nó dài nè. Thì nó máu xuống đây. Còn bên này khi cương bộ thiên nhiên bên này nè, cái mông nó không chạm đây thì máu nó chảy đây, người ta không để ý. Thì khi nghiêng vậy là cái máu trên cuộc sống nó chảy xuống chân, chứ không ngồi tê chân là thua. Trong khí mà khí ở chân là khí của tạng thận, tạng gan, bao tử. Ngồi không ngồi giờ là ăn không có ngon đâu, để nó chậm cái đường khí xuống bao tử rồi. Ngồi ăn ăn ít đi, nó vẫn phải cho cái bao tử chứ thận hoạt động bình thường, cái khí chân chứ. Nó ngồi nó nghiêng nghiêng vậy nó mới thông khí chân khỏi đứng. Nhiều người không có hiểu trang trang nó gọi là cái đô. Còn ngồi trước già là khi mình giỏi rồi, tính sao có nó chưa tới cờ, chưa tới mình thôi, mình còn giỏi nó, mình mới ngủ giáo bày đặt ngồi thành Phật rồi. Phật ta luyện mấy chục năm, mấy người kiết già là 20 năm 30 năm rồi. Ngày đầu tiên ngồi kiết già, trời ơi, ngồi thường còn chưa xong, ngồi kiết già cái ngồi hồi thì thấy tê chân muốn chết cha rồi, cái đầu óc còn nghĩ gì đâu, chữa bệnh thổ cái thân đau quá, đau thì thôi đứng dậy xúc thuốc cái chân rồi, còn giờ đâu mà tập luyện cái gì. Thì nhiều người không có hiểu cái đỉnh thi công đó, là mà đầu tiên phải về phải mua cái đôn của chùa Hoàng Trọng Trọng nha, nó cái đấy mà cái đôn nó phải có độ nhúc á, cái đôn giỏ không có đâu. Với người mà trong nghề mới biết chế ra, con tôi mình lấy cái vải bột tròn mình tự cuốn lại vậy. Cuốn cao lên, chị mua cái sắt ở trên cái thang long cắt cỡ này cuốn tròn này, cột để ngồi chỉ đích lên hai xong khó tự mua tụi nó chả biết mẹ vậy đó. Nó không biết thành nó chế là sao cho tiện, người ta chế để ta tập thiết công khác à. Thế nó có độ lún mềm ở giữa, có cái lỗ tròn để nó thông cái hậu môn, ở giữa nó có cái lỗ tròn này nè, xung quanh nó cuốn tròn là cái vải ngày xưa nó cuốn cái khăn lông cuốn tròn, bởi khăn lông của chủ Trung Quốc nó lợi lắm, để ngủ nè, để nằm, để tập cái công cuốn tròn này, lễ với đức tập công, cái dây nó cột lại thành nó có cái đôn ngồi tập cái công tỉnh, còn lắc ngủ trải ra nó bắt đầu, lắc ngủ trải ra nó lót lưng, trải ra thắt bụng, đi xa nó lấy hai cái dây nó thắt bụng gọi là thắt là cái đai, trời ơi, cái khăn nó nhiều thứ lắm, rồi đi mà chó lửa nó cuốn cái cổ, nó bị gió lại. Còn theo cái đai chắc cái bụng không gió bụng đá. Thật bởi giờ Tây nó không để ý, tụi Tây Phương, cái tụi Đông Phương mình khôn lắm. Khăn mà là được nhiều thứ vậy nó phải mấy mét. Thì tùy cái cơ thể thằng đó. Mình kiếm cái gì mình kêu mình thấy nó vừa đủ thôi. Nè cái đôn của mình nó cỡ này. Một cao 10 phân, phải không? Còn ngủ cái cổ, cái vai mình từ đây là bao nhiêu biết rồi. Từ cái đầu tới cái bờ vai là bao nhiêu. Thì cái khăn để dạy đó. Thì mỗi thằng cái khăn đó giống nào, thằng lùn cái khăn nó nhỏ, thằng cao cái khăn nó gì, cái vai từ cái đầu, cái trục đầu tới cái vai là bề dài bao nhiêu, cái đầu này nè, từ cái mang tay này tới cái vai á, để nằm như đó để cho nó giữ cái cột sống thẳng là bao nhiêu phân. Cái đôn ngang cái này hả? Cái đôn bề ngang nó như vậy hả? Không có, cái đôn là tùy cơ thể người, ví dụ thầy nằm như nè, ví dụ thầy nằm cái vai như này, cái vai ra đây, cái cột sống ở đây cái tạo cao về vừa được không? Thì tôi ghép cái hàm vừa đấy là cái bề da cái đầu, cái lỗ tai mình đấy, thì cái trục cuộc sống đi thẳng 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 đứng không lún xuống ở đó, những bạn ta cuốn sau bằng nó thôi, ta cắt bớt cuốn sau ta cắt để làm của tao, lấy những giải bạn cắt dục ra cũng này nó xong cuốn giữa là để nguyên cái nằm giữa đây cái cao lên cái này giống như mình đứng cái đầu dính vô tường thì nó đâu có tầng cao chỉ lót cái bỏ chút ra. Đó là đông lửa. Còn đô nó cuốn lại vậy. Cao làm sao? Tao ngồi mày thấy cái mông tao nó cao hơn cái đất này được nè, nó phải chĩa xuống vậy nè. Chứ vậy thấp vậy nó không được. Nó phải chĩa xuống vậy nè. Tao lót ra nó lên nó ngồi cái đầy được. Giờ chưa được cao, cái đít nó thấp hơn rồi đó. Lót làm sao cái đít nó cao hơn. Cao hơn. Đó, cái đít nó cao. Lót lên. Đó, vậy được. Nè, cái mông nó cao hơn cái gỗ.
cái này là hình tam giác, cái này là kim tự tháp của khí ở dưới bụng, là cái chân cùng đây, hai cái đầu này, hai cái chân chân của kim tự tháp này. Phải hiểu cái khí, cái chữ kim đó là kim sanh thủy, là cái phổi. Kim là hình chữ kim, là hình tam giác. Bởi vì mấy cái cây mà cây sào phơ đồ là hình chữ kim. Kim thang là cái thang hình tam giác, cái thang phải dậy mới leo lên cao được. Mình muốn làm cái thang như cái đinh nhà hạt có hai cái chân chứ, cái thang với hai cái này mới lên được. Thì cái này là hai cái thang này thì khí nó mới lên đỉnh được, không thôi sao lên. Tổ chữ kim là thủy, kim là sanh thủy, kim là sanh là khí của thần. Phải làm ngồi trên hình chữ kim. Kim tự là chữ kim, chữ kim, kim tự thang, chữ kim là hình chữ hình kim. Chữ kim là cái hình, mình coi chữ kim là cái hình vậy nè. Tháp chữ kim, kim tự tháp là khí không, đi khí được. Thành tất cái gì mới hình hình tam giác, hình tam giác tức là hình chữ kim á. Trong hình học tam giác là hình chữ kim trong phương học. Thì cái hình chữ kim vậy mới lấy khí được. Nè cái mái nhà vậy mới lấy ứng nước được. Mình làm gì ứng nước vậy, dài ứng nước này, nước kia mình tạt lấy ứng nước không? Lấy được thủy, kim lấy được thủy mới mái này. Và kim làm vậy là cái cây leo. Cái cây leo lên nó mới ra trái, nó về không thôi nó rớt mẹ trái xuống sao. Cái bí là cái vừa leo thấy có cái hình chữ kim nó mới leo, cái dây leo lên nó mới có cái trái nữa. Vừa không hiểu cái thiên nhiên nó hay lắm, nó phải hình vậy nó mới có trái, không có trái đâu. Nó bòi nó hư hết liền. Trời ơi nó hay lắm, phải cái chân cái đích phải ngồi hình chữ kim. Còn mở chữ kim của Trung Quốc là nó là hình chữ nhân ở trên chứ nó có hình cái tập dưới, mở chữ kim nó có. Thành ra cái chữ kim đó là cái thế ngồi để sanh ra kim sanh thủy, sanh ra thận khí được. Người không có nắm. Chữ kim là cái tiếng Trung này giấy thật là cái thang này, cái thang phải có hai cái chân mới đứng là cái thang này. Tôi có cái thang đó, chữ thang phải có hai cái chân này mới leo được nhá. Đó cái chân mà bây giờ mấy cái thang này ở ngoài, ở giữa trời có cái thang phải có hai chân vậy mới đứng chứ, có một chân phải ịn vô tường rồi. Còn giữa trời phải hai chân vậy mới đứng được. Thì mình muốn ngồi thẳng được phải có hai cái chân, hai chân là hai cái đầu gối chứ cái đít. Nó thành hình hình tam giác, hình chữ kim. Anh lúc ngồi với hình chữ kim, thành ra tụi Nhật Bản nó ngồi hình chữ kim, nó ngồi dễ, cái mông nó cao hơn cái đầu gối nè. Thấy không, nó ngồi xếp bằng như này, nó ngồi vậy đó. Đâu cần phải ngồi kiết già là không được. Kiết già phải có cái đôn. Còn ngồi kiểu này là cái mông cao hơn cái đầu gối thì dễ chịu liền. Thấy không, còn nếu mà ngồi theo kiểu kia coi, em bỏ cái chân ra phía trước, khó chịu liền. Nó sao á, nó không có khí vô. Khí từ hai gối nó lên, cái xương cùng nó mới bốc lên đầu. Bây giờ mình làm nó thấp xuống lên từ trên nó xuống dưới là bốc lên hả? Nó phải từ dưới nó là lên dốc lên núi, nó phải từ dưới chân nó lên cái xương cùng nó lên đầu chứ. Thế mới nó được chứ. Nhưng không nghiên cứu. Cái cổ ngước để cho nó bốc lên. Cái ống khói á. Bây giờ cái ống khói của cái cầu tiêu chị thấy ngoài nó phải nhỉnh cái đầu mới xì trước. Chứ để vậy nó ra chị bẻ cái ống này nè, cái ông thấy mình cái ống mà ra ngoài trời nó phải ra những cái nhỉnh này nha. Chứ để vậy nó không ra đâu, chị hơi bẻ vậy nó lên liền. Nó có cái luồng hơi nó hút ra. Bây giờ cái ống này hay chị để giữa trời mà có đường cong thì nếu hút, còn để đường thẳng không hút đâu nha. Chị có đường cong hút liền. Ở đây nó hút lên trời liền. Cái nguyên gió cái là nguyên học về động khí học mới biết. Cái ống để nguyên không có, nhưng mà uống trong cái nó có cái luồng hơi bốc lên nè. Ống để không thấy gì hết, thì giờ bẻ cái đầu lên, tự nhiên có cái đường có luồng hơi ở dưới mà phun lên liền. Cái ống này càng cao nó hút càng mạnh nè, không tin ha, cái ống này ngắn nè. Ống này thiệt cao thì để trên này nó hút à. Để không thấy có gió dưới nó hút lên, kỳ vậy đó. Cái ống mà phía ngoài càng cao nó hút ở dưới càng nhiều. Mà cái ống mà nằm ngang có vậy mà bẻ thẳng nha, kéo thiệt cao lên, tuyến này nó tự nhiên dưới nó hút gió lên nè. Tại trên là cái áp suất nó thấp hơn, dưới áp suất nhiều thì nó ép gió lên lầu. Bởi vì cái nhà mình mở cửa dưới trên lầu gió ào ào, tầng 3 chị mở cửa lên tầng sân thượng gió nó dưới nó hút lên á, cũng chết luôn, gọi là cửa trời đó. Tự nhiên nó vậy á, mà không ai để ý là chết, không ai để ý cái thiên nhiên nó vậy á. Chị giờ cái nhà chị ở trên lầu, chị cái mái mà lủng một cái mở cửa nó hút lên ào. Thành ra ở giữa nhà ta hay có cái gương kính kéo ra tao vô để gió nó thông nữa. Không biết là không biết, ra nó không có thật, sức khỏe là vậy. Nó phải có đi, có nó dày phải đi ngang nó mới lên. Tức là phải có điểm cao hơn chút. Thì cái hình mình ngồi vậy thì khí nó ở dưới chân nó mới hút lên cái cột sống lên đầu, không có nữa, đi lâu. Thở nó cái tự nhiên nó hay lắm, không ngại đấy. Đó gọi là chữ kim, chữ kim là hình cái thang. Cho cái thang.
người Việt gọi là cái thang, còn bên Hán tự là chữ kim, bắc kim thang. Mà ai lý vợ thì nghe nó Hán không, bắc kim thang là cái cầu thang đó, để cho mấy cái bí rợ nó leo lên đó, nó hay hát bắc kim thang, rồi hai bí rợ cái con nít nó hay hát, là cái ý nó nói là muốn cho cái cây bí rợ mọc được phải cho nó leo lên cái vàng bắc kim thang, rồi ra bí rợ lướt tình tình thì từng hát khác nhau. Cái câu của người xưa nó để lại ngàn năm, cái đó là đồng giao, nó dạy con người là biết cái đường khí đi như thế nào, đường sự sinh tồn của loại cây bí, cây rợ, cái gì nó phải treo có cái vàng nó mới mọc được. Cho bay thải đất lắm có trái, có cái vàng chơi đi leo không vậy, chơi bí rợ phải có cái vàng chứ không, cái bí nó nằm dưới đất phải có cái vàng để leo lên, mọc cái trái bí ra không thôi, nằm dưới đất mình con gì nó ăn hết mẹ rồi, còn tụi bay chưa, tụi bay ăn là con thú nó ăn cha rồi, nó thành nó treo lên vậy mà lấy được khí trời dưới đất, mà phải cái cây đó, mà cái cây bí mà không có cái vàng mà thua đó, không có xài được. Bí rợ ông trồng không có vàng hả, hỏi coi ai thấy mình ngu rồi. Cây dưa leo mà không có vàng, dưa leo trồng gì thải dưới đất. Rồi cây lan cũng vậy, cây lan, cây bí, cái gì là thấy leo đó. Đáng ra cái đồng dao đó bắt kim thang, rồi gì bí rợ nó hát, con nít nó hát là cái ý là phải có cây thang, phải có cái hình thang, hình bông giác vậy. Trong hai cái cây này có cái cây đi ngang gọi là cái gì của cái nhà đó, đò ngang đò dọc á, đò ngang là cái đò ngang là cái thanh ngang, còn cái đò dọc là ở dưới lên nhà là hình cái hình tam giác, còn cái đây gác giữa hai cái đầu gọi là cái đò, cái gì trong nhà mình đó. Đó. Trong nhà nó có cái được cái cây mình ngang từ đầu máy này qua máy kia là cái cây đó để làm cái mái nhà, còn hai cái hình tam giác hai đầu đều có cái cây giữa đó, thì cái đó là ngàn năm nó dùng kỹ thuật để xây dựng không, là hình chữ kim, đòn ngang đòn dọc, đòn ngang đòn dọc là vậy, không có đòn ngang, đòn dọc là đi ngang, rồi hai cái được chĩa lên có cái cây gác qua, thì nó làm được nhiều thứ, nuôi người được luôn, làm mấy nhà chui khỏi tránh nắng tránh mưa luôn, là cái đò đó, cái hình tam giác là nó nhiều trong ứng dụng trong cuộc sống, không ai để ý. Cái mái hình tam giác kim tự tháp cũng vậy, không bao giờ sụp, cảnh cái hình lại nghìn năm vẫn còn nguyên, động đất cũng không sụp được, bắt chân nó vững vậy đó, nó lấy khí trời đất xuống, nó ém xuống, nó giống như ở trên nó đè xuống, không có gì phá được, nó có cái chân cầu thang đứng vậy nó vững hơn, mà đứng có một cây, hai cái tay chống vậy là chỉ sập, bị xô xuống sao sụp được, ngồi cái tư thế mà cái mông, cái đít nó cao hơn cái đầu gối thì máu huyết nó lưu thông, ngồi trạch một cái bệnh liền, không ai để cái chuyện bình thường vậy đó, cái là tư thế tỉnh, bởi vì khi tỉnh phải nghĩ là sao khí nó chạy phải có cao có thấp, ngồi sai khí nó chạy tập cái gì, nó cái ngửa ra thì khí sao cúi trước ngửa sao, ngửa trái ngửa ra ngửa phải, thì cái mông ở dưới phải hết lên nó xuống để khí nó thông cái chân không mỏi chân, cái này nghiêng nguyên cái thân thôi vậy, thì cái mông này nó hở ra, nghiêng này cái mông hở ra, nghiêng trước là cái mông phía sau nó hở, nghiêng sau là cái mông phía nó hở, thì khí ở dưới bụng nó mà lên ngực, nghiêng phía trước thì khí sau lưng nó mới lên đầu, nghiêng bên trái là nghiêng là bên phải nó lên đầu, nghiêng bên phải bên khí mình lên đầu, chứ không có này không lên, không thấy không hiểu, nó nghiêng qua lại để nó đỡ tê, nói đại gì cho hiểu, hỏi tê, tê chân tê tay, cái tay để nhà mình ngước lên ngước xuống vậy nó hết tê nè, để hoài tê gì đưa lên vậy, hết liền dơ lên vậy, thả xuống, bây giờ phải dơ tay thả tay, dơ tay thả tay, dơ trước dơ sau thì cái tay nó không máu huyết nó lưu thông, không bệnh thì nó khi ngồi lâu lâu phải duỗi cái, phải ngồi chích đứng như vậy đâu.